Chiều ngày 9 tháng 6 năm 2023, đồng chí Lê Đức Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã có buổi làm việc với xã Yên Thắng với một số nội dung về công tác chuẩn bị cho lễ hội Trá Mùn, lễ hội ruộng bậc thang và chợ phiên xã Yên Thắng năm 2023 nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn. Tham gia cùng đoàn có các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn Ủy ban nhân dân huyện. Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Yên Thắng đã báo cáo tóm tắt về công tác triển khai chuẩn bị cho lễ hội Trá Mùn, lễ hội ruộng bậc thang và chợ phiên xã Yên Thắng năm 2023. Theo đó, lễ hội dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2023 với nhiều hoạt động đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Thông qua lễ hội nhằm quảng bá tiềm năng thế mạnh, nét đẹp về giá trị văn hóa truyền thống, những nét đẹp độc đáo của thiên nhiên ban tặng cho đất và người xã Yên Thắng, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân xã Yên Thắng nói riêng và nhân dân các xã lân cận trong huyện nói chung. Nhiều ý kiến của lãnh đạo xã Yên Thắng và các thôn bản trong xã được nêu lên tại buổi làm việc xoay quanh một số nội dung về công tác chuẩn bị cho lễ hội, như cần có giải pháp đảm bảo hệ thống nước tưới tiêu cho những diện tích ruộng ở phần trên của hệ thống ruộng bậc thang, khó khăn trong công tác dồn thửa, đắp bờ ruộng bậc thang do ruộng đã được phân chia cho các hộ dân, giải pháp nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường đối với các hộ chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi trâu bò, việc chuẩn bị làm đất, lựa chọn giống lúa để gieo cấy và tổ chức gieo cấy cùng một thời điểm. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Đức Tiến khẳng định việc tổ chức thành công lễ hội sẽ góp phần phát triển du lịch trên địa bàn xã Yên Thắng nói riêng, huyện Lang Chánh nói chung. Tuy nhiên, để lễ hội được tổ chức thành công, xã Yên Thắng cần khẩn trương triển khai kế hoạch, xây dựng kịch bản chi tiết cụ thể cho từng phần việc của lễ hội. Các ban ngành UBND huyện cần tích cực hỗ trợ địa phương theo chức năng nhiệm vụ được phân công. Trước mắt, địa phương cần làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp, ấn tượng đối với du khách đến tham quan trải nghiệm, hỗ trợ người dân về giống lúa để triển khai gieo cấy tại ruộng bậc thang, đảm bảo lúa chín đúng thời gian. Đồng chí mong muốn lễ hội Trá Mùn, lễ hội ruộng bậc thang và chợ phiên xã Yên Thắng năm 2023 được tổ chức sẽ tạo được điểm nhấn và mang lại ấn tượng trong lòng đông đảo cán bộ, nhân dân và du khách gần xa.